Kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Và kênh của em thì mỗi khi có clip mới thì sẽ được phát từ lúc 8 giờ sáng. Kính mong tất cả cô chú anh chị em hãy đón xem để ủng hộ kênh của bên em. Em xin cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi đầu tiên hôm nay em có một cái Zippo nha. Nó có hoa văn như thế này nè. Người ta chạm hoa văn và cái này nó mạ đồng ở phía ngoài rất là đẹp luôn. Nó hơi chá tí xíu ha, cho nên hơi khó nhìn chút. Nhưng mà đẹp lắm. Cái này nó đóng mắc in USA và số 17 ở đây. Và em thấy cái ruột của nó là trùng zin với cái vỏ luôn. Đây. Tình trạng của nó là còn hoạt động tốt nè. Trái tốt ha. Rồi cái này thì em bán với giá là 850 ngàn. 850 cho cái này. Nó mạ và đồng ở phía bên ngoài và hoa văn làm khá là đẹp. Làm hết trơn trên viền này luôn nè. Cũng có làm luôn. Đẹp lắm. Rồi tiếp theo là em có 10 cái chén Nhật. 10 cái chén song long Nhật. Đồ này đồ 7-80 năm. Mỏng và thấu quang rất là đẹp luôn. Đường kính miệng là 10.5 cm. Này ha. Tình trạng là lành tích hết trơn luôn. Rồi 10 cái chén này em bán với giá là 350. Gì? 3 triệu rưỡi em nói lộn. 350 một cái, 10 cái 3 triệu rưỡi em. Rồi. Rồi tiếp theo là em có đây, là cái này. Hai cái đèn đi. Hai cái đèn dáng rất là lạ, ít gặp. Và em chỉ còn một cặp duy nhất cho hai cái đèn này ha. Dáng như thế này. Đó, tình trạng là tim họng hoạt động tốt. Và chỉ cần châm dầu vô là mình có thể đốt cháy và trưng bày thôi. Đó. Đẹp nha, dáng lạ lắm. Cái này em chỉ còn có một cặp thôi. Đường kính cao lên là 15 cm. Em bán cặp này với giá là 700 ngàn. 700 cho cặp đèn dầu này ha. Rồi tiếp theo tiếp theo là họ lấy cặp đèn dầu đó coi. Ủa sao không lấy cái muỗng tàu lại. Rồi em có một cái dĩa cổ bồng nè. Dĩa cổ bồng gốm lấy thiêu xưa. Ở trên này mình sẽ có tích là phú quý bắt đầu. Phú quý bắt đầu ha. Hàng gốm lấy thiêu xưa. Vẽ chạm rất là đẹp luôn nha. Đó. Tình trạng của cái này á là nó có thẩm mỹ ở trên cái vành này tí xíu. Đây thẩm mỹ ngay chỗ này. Thẩm mỹ ngay chỗ này. Lát vành và người ta đã thẩm mỹ và phun sơn lại đẹp. Rồi ở dưới cái đế này thì cũng có lát ở chỗ này. Đó, lát ở chỗ này. Và đã thẩm mỹ lại và phun sơn lại đẹp luôn. Và chỉ cần là mình trưng bày chơi thôi đó. Chạm chị này kia rất là đẹp nha. Mấy cái dĩa của bồng gốm lấy thiêu già đồ như thế này nè. Và bây giờ rất là ít gặp rồi. Không có nhiều nữa đâu. Và cái này của em nó có đường kính lớn nha. Đường kính là tới 21.5 cm. Cái mặt dĩa. Cái mặt dĩa này nó có đường kính là 21.5 cm nha. Chàm màu này, chàm chị này kia rất là đẹp và mướt luôn. Cái này nó cao lên là 9 cm. Em bán cái này với giá là 2 triệu cho cái dĩa này. Dĩa của bồng này 2 triệu nha. Rồi tiếp theo là em có hai cái đèn dầu. Hai cái đèn dầu năm bộ xưa. Cái này thì nó có đường kính cao lên là 14 cm và tim họng hoạt động tốt luôn. Ống khói này kia là lành hết trơn luôn. Em bán cặp này với giá là 300 ngàn và em sẽ không có bao phí ship nha. 300 cho cặp này. Rồi tiếp theo là em có 10 cái muỗng hạt dưa. 10 cái muỗng hạt dưa. Đường kính là 13 cm. 13 hay 14 ta? 13. Đường kính là 13 cm ha. Tình trạng là lạnh hết trơn luôn. Có 10 cái. Và nó vô mẫu như thế này, nó vô chục luôn. 10 cái này em bán với giá là 500 ngàn. 500 ngàn mà em sẽ không có bao phí ship nha. Lạnh hết. Chạm rất là xanh mướt và đẹp ha. Phía sau vậy nè. Rồi tiếp theo là em có hai cái diệm. Hai cái diệm gốm lấy thiêu xưa. Đồ này rất là đẹp luôn nha. Đây. Phía trong là vẽ ngư tảo. Ở bên dành ở bên đây á, là vẽ hoa thế này nè. Và cái loại này của em nó có cái thành lớn. Đặc biệt nữa là phía bên ngoài nó sẽ có chữ. Và cái ám họa cái con cá như thế này nè. Đó. Đây. Chữ. Và ám họa con cá như thế này. Đó. Đẹp lắm. Và đặc biệt nữa là đồ này em bao chuẩn đồ lấy thiêu xưa. Thứ hai nữa là đồ này của em là tích luôn.
Đó, đây một cái nữa nha. Đó, gốm lá thiêu màu. Độc ha, bên ngoài người ta ám họa rất là lạ và độc luôn. Đó. Đồ này chuẩn xương nha. Đường kính là 23 cm, cao là 8. Em bán hai cái này với giá là 2 triệu. 2 triệu cho hai cái quán tẩy mà miền Nam mình thì gọi là cái diệm đó. Này nó vô cặp luôn nha. Rồi tiếp theo là em có cái chòi dĩa. Một cái chòi dĩa, cái chòi này của em là gỗ cẩm và đồ này em bao đồ chuẩn xưa nha. Người ta chạm và người ta làm rất là đẹp cái dáng này. Ở phía dưới của cái này nó còn trái châu luôn nè. Còn trái châu ở đây luôn. Thường thường thì mấy cái chòi gỗ của em đợt trước thì nó không có đâu, nó không còn được. Còn cái này thì còn nha, còn trái châu luôn. Cái dĩa này của em thì nó sẽ là dĩa gốm lá thiêu và đường kính là 27 cm. Tình trạng của nó là nó chỉ có phía sau này bị lát chút xíu ở chỗ này thôi, còn lại là lành đẹp hết trơn luôn. Loại lớn chàm còn đẹp lắm đó. Một cái bộ của em nó sẽ nó có kèm theo một cái dĩa như vậy nha. Đây, cái chòi gỗ này của em thì người ta làm đẹp nè, gỗ này gỗ cẩm xưa luôn á đó. Tình trạng là lành khoảng 98% với một hai đường găng gỗ nhẹ như thế này thôi, không có gì gọi là đáng kể đâu. Đồ xưa mà cho chút xíu tình trạng nha. Đó, đây là hai cái châu ở dưới còn nguyên nè, lành đẹp nè, chạm nè, ta chạm đây, chân đồ này nọ nè. Cái bộ này của em thì nó cao là 36 cm, cái dĩa nó có đường kính là 27. Em bán bộ này với giá là 850 cho bộ trò này. Rồi em có một cái khuôn bánh bông lan. Khuôn bánh bông lan này bằng đồng ha, bằng đồng xưa. Đây, cái miệng là 22, nặng là 3,7 kg. Tình trạng của cái khuôn này nó lành. Và cái khuôn này của em là loại lớn sâu lòng nha. Và cái màu đồng lên còn khá là đẹp như thế này nè. Đó, thấy ha, lạnh hết trơn luôn á. Rồi cái khuôn này em bán với giá là 1,8 triệu cho cái khuôn bánh bông lan bằng đồng lành. Rồi em có một cái bàn ủi con gà. Bàn ủi này nó bằng đồng luôn nha. Đó, nó bằng đồng xưa luôn. Nặng là 1,5 kg. Em bán cái bàn ủi này với giá là 1,1 triệu cho cái bàn ủi con gà này. Rồi em có một cái đèn nha, một cây đèn. Ở phía bên ngoài này nó bằng đồng nè. Mấy cái khung ở này nó bằng đồng. Rồi phía trong này sẽ có một cây đèn dầu Nam Bộ ở phía trong. Em bán cái đèn này với giá là, em bán với giá là 250 cho cái đèn này. 250 cho cái đèn này và em sẽ không có bao phí ship nha. Rồi tiếp theo là em có một cái cân giá bằng đồng xưa, một cái cân giá bằng đồng xưa. Cái cân này của em loại là cân đặc 17 kg. Và chi tiết ở trên này thì nó bằng đồng hết. Cái chốt ở phía sau này thì nó bằng sắt chứ không phải bằng đồng. Cái chốt này nè, nó bằng sắt. Và còn lại thì bằng đồng và lạnh hết trơn luôn. Cái giá cân của em đây cũng lạnh luôn nha. Rồi cái cân này của em bán với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu cho cái cân này. Rồi em có một cái ô chầu bằng đồng nha. Một cái ô chầu bằng đồng. Đồ này có thể là người ta chế lại sau đó em cũng không biết, nhưng mà em mua sao bán vậy thôi nha. Đây, ngay chỗ này em thấy có tán đinh nè. Có tán đinh mấy chỗ này ở phía trong nè. Đó, cái này nó cao lên là 34, miệng là 26. Còn cái nắp này thì ngay chỗ này nó có lõi đồng chỗ này. Đây, đó, có lỗ đây. Rồi cái này thì nó có đường kính miệng là 24, nặng là 800 g. Em bán cái này với giá là 1,5 triệu cho bộ ô chầu này. Rồi tiếp theo là em có một cái nồi bằng đồng xưa. Một cái nồi này rất là nặng và dày nha. Cái nồi này lành, dáng cũng đẹp nữa. Cái nắp ở đây thì nó bị lai nha. Cái nắp đây của em thì nó bị lai. Đậy lên. Nguyên bộ này nó nặng là 1,1 kg. Em bán cái nồi này với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu cho cái bộ này. Rồi tiếp theo là em có một cây đèn thăng long. Cây đèn thăng long bằng nhôm này thì em bán hôm nay là em bán với giá là thủ nghị cho cô chú anh em mình về sưu tầm nha. Tại vì nó hơi bị xù chút xíu. Rồi cây đèn này thì nó có cái tem thăng long ở đây thì bằng đồng. Nó có một loại nữa là cái tem nó bằng sắt, nó sẽ không có đẹp bằng cái loại có cái tem bằng đồng như của em nha. Đây ha, cái bầu này bầu lớn loại khoảng 2 lít á. Đây là có cái hiệu thăng long xưa ở đây. Tim họng ở đây của em hoạt động tốt nha, cháy tốt. Và cái bóng này là bóng lô, bóng lô. Còn lại mấy cái này là zin của cái đèn hết. Cái đèn này nó cao 47. Em bán cái đèn này với giá 900 ngàn cho cô chú anh chị mình về sưu tầm nha. 900 ngàn. Rồi tiếp theo là em có hai cái đèn dầu ABC xưa, chân nhôm, họng nhôm và cái bầu bằng thủy tinh xưa.
chân nhôm ha, họng nhôm, bầu thủy tinh, tim họng hoạt động tốt nha. Bóng là bóng lô, về mình châm dầu vô là có thể đốt mình trưng bày. Rồi cái này nó cao lên 48cm nha, cao tới ống khói là 48cm. Em bán cặp đèn này với giá là 1,5 triệu. Tiếp theo là một cây đèn xưa. Cây đèn này cô chú anh chị em mình nếu mà ai yêu thích thì hãy nhanh tay lên sưu tầm, tại vì mấy cái loại chuẩn zin như thế này rất bây giờ rất là ít rồi, rất là ít gặp và không có nhiều nữa. Cái đèn này toàn bộ là zin hết trơn luôn á, cái bầu nè rất là đẹp luôn, và cái bầu này giống như là cái trái trái mãng cầu vậy đó, cái quả na vậy đó, nó có những cái mắt khía như thế này nè, mình gờ vô là mình có thể thấy được, mình có thể cảm nhận được là cái sự gọi là cộm tay theo những cái đường này, tình trạng là lành tích hết trơn luôn. Cái bầu này nó có màu xanh rất là đẹp luôn đó. Và cái bầu này của em thì tầm khoảng 2 lít á. Chân này là chân Atimon xưa luôn, zin xưa của người ta hết trơn luôn nha. Đó, cái chân này là chân zin xưa luôn của người ta hết và tình trạng là lành nha. Đây, cái họng em đưa gần cái họng cho mình xem. Đó, cái họng zin của người ta luôn. Và ở trên cái bánh xe này người ta có đóng cái lò, cái hiệu lò, đóng cái hiệu lò ở trên này luôn. Đây là cái lam ở phía ngoài và cái ống khói phía trong, cái ống khói zin luôn. Không có phải là cái ống khói bây giờ tầm 7 tầm 3 mà dày cộm. Ống khói này zin và có màu xanh khá là đẹp mắt luôn. Cái lam ở phía bên ngoài này á thì nó có tình trạng là nó bị nứt ở đây. Nó bị nứt qua bên đây, nó bị tóc qua bên đây luôn ha. Đây, nó bị tóc nè. Đây em coi cái đường tóc nè. Em quay gần cho mình thấy cái đường tóc nè. Từ đây ha, tóc đây. Đó, cái đường tóc đó ha. Nhưng mà không có gì, nó cũng không có đáng kể lắm, tại vì đồ xưa mà, cho nó chút xíu tình trạng như thế này á, gọi là tình trạng thế này cũng em thấy cũng khá là tốt rồi đó. À, cái họng này của em nó có bị mất hết một cái răng, do nó già nó gụng răng gụng hết cái răng ở chỗ này đó. Đây, tim họng hoạt động ha, nhận lên nhận xuống ngon lành. Rồi, cái đèn này của em nó cao lên, hồi nãy nó cao nhiêu quên rồi ta, cái đèn này nó cao lên là 56cm nha. Em bán cây đèn này với giá là 5,5 triệu. 5,5 triệu cho cây đèn. Ê, cái ống khói Vĩnh, mấy cái ống khói zin bây giờ rất là khó tìm luôn á, nó thiệt. Tại vì thường là mấy cái ống khói là cái thứ mà dễ vỡ nhất luôn á. Rồi đây, em có một cái bình gốm Biên Hòa xưa. Ở đây mình sẽ có, đây, ở đây sẽ có hai con nai ở đây và ánh trăng với cái vần mây ở đây, sẽ vẽ hai mặt luôn. Đó, đây là cái bình gốm Biên Hòa xưa, nó size 1:10 nha, không có phải đồ tầm 7 tầm 3 bây giờ, cho nên cô chú mình chị với anh chị em mình thích thì cứ sưu tầm chơi, không có phải nghĩ ngợi nhiều nha. Đây em bao đồ chuẩn xưa. Cái bình này của em thì nó lành tích luôn, chỉ có ngay cái chỗ này là nó bị lỗi men, do người ta nung nấu ngày xưa thì toàn bộ làm bằng thủ công hết, cho nên là ngay chỗ này nó có bị lỗi chút xíu men ngay chỗ này thôi. Ngoài ra là tình trạng rất là tốt luôn, không có gì gọi là để mà nói luôn á. Đó, hàng lành và chuẩn xưa, cao là 41cm. Cái bình này em bán với giá là 1,5 triệu, rất là có duyên nha. Hai con nai ở dưới một ánh trăng. Rồi tiếp theo là em có một cái bình gốm Trần Minh Đạo. Đây là một cái bình gốm Biên Hòa nhưng mà của lò Trần Minh Đạo, và lò Trần Minh Đạo là một trong hai lò đầu tiên của loại gốm Biên Hòa đó, chỉ sau cái lò gốm Thành Lễ thôi đó. Đây, đồ này làm bao đồ chuẩn già luôn, trước giải phóng 1975 luôn, rất là già luôn. Ở trên này mình sẽ có tích là bát tiên ở trên này, bát tiên ở trên cái bình này ha, và dáng rất là đẹp với hai cái mặt bộm hai bên luôn nè. Và đồ lành thì rất là đáng chơi luôn, đồ lành và già đồ, nhìn cái men nè, với những cái đường rạn men rất là đẹp luôn, chôm cốt này kia khô rất là già luôn. Đây là cái phía trong nè, người ta phủ men luôn ở cái phía trong, và cái men ở phía trong nó cũng có gạn men rất là đẹp luôn đó. Đồ này em bao đồ chuẩn cho mình chơi nha. Cổ hoa rất là đẹp luôn nè, đồ này của em lành tích luôn, cao là 43cm nha. Cái bình này với giá là 3,5 triệu cho cái bình này. Rồi tiếp theo là em có một cái kỹ gỗ, đây là một cái kỹ gỗ chắc, em bao đồ chuẩn cổ cho mình chơi nha, với cái zin và
với cái ốc zin và cái gỗ toàn bộ là zin của người ta hết, em chưa có xử lý bất cứ một cái gì trên này hết, em mua sao bán vậy luôn á. Đây ốc này kia là lên lửa rất là đẹp luôn, cẩn rất là nhuyễn. Và cái kỹ gỗ này của em thì người ta cẩn trong cẩn ngoài luôn nè, cẩn rất là nhuyễn luôn á, làm rất là khéo luôn, tình trạng làm cũng khá là tốt. Bốn cái chân ở đây là chân quỳ hết trơn luôn đó, đẹp dữ lắm luôn á đó. Dài là 32 cm nha, ngang là 18, cao là 10 đó. Ở đây thì tình trạng của cái này thì nó chỉ bị mất hai cái miếng bịch đồng ở đây thôi, hai cái gốc bịch đồng ở đây bên đây còn nè đó, hai cái miếng bịch đồng còn nè, còn hai cái gốc bên đây thì nó bị mất nè, nó bị xứt ra nè. Giờ chỉ cần mình bịch đồng lại hai miếng này là chơi ngon lành, còn lại là lành hết trơn luôn ha. Và ốc này lên lửa rất là đẹp luôn á. Em bao đồ chuẩn cổ cho mình chơi, ở đây mình sẽ có tích là chim hoa, ở bên đây thì có con bướm nè, bên đây thì có hoa có chim, và chân giữa này là hoa, ở phía dưới này người ta cũng cẩn luôn, rất là nhuyễn đẹp luôn. Rồi cái kỹ gỗ này em bán với giá là 9 triệu, và em bao là toàn bộ là zin hết trơn luôn, từ ốc cho đến là gỗ luôn. Em bao đồ chuẩn cổ cho mình chơi nha. Rồi tiếp theo là em có ba cái dĩa nè, ba cái dĩa này, ba cái dĩa xưa nha, ba cái dĩa xưa người ta vẽ tay hết trơn luôn á, con tôm và hai cái cây trúc nè đó. Đường kính là 11 cm nha, men gạn hết trơn luôn và vẽ tay ba cái lành tích luôn. Ba cái này em bán với giá là 150, có duyên quá, lành tích luôn. Rồi tiếp theo là em có hai cái tô này, là hai cái tô Nhật, gốm Nhật, hai cái tô gốm Nhật xưa, và đây là loại tô kiểu. Đường kính là 15 cm, hai cái này nó vô một mẫu, đẹp lắm, có mọc ở phía dưới luôn. Rồi hai cái tô này là hai cái tô China xưa. Ê, nó cũng thấu quang luôn, đẹp lắm, nó cũng là dĩa kiểu, tô kiểu luôn. Đường kính là 18 cm, hai cái dĩa này đường kính là 23 cm, và đây là dĩa China xưa, dĩa kiểu luôn, dĩa lớn nha, dĩa lớn mà lành. Rồi sáu món này em bán với giá là 500.000 cho cô chú anh chị em mình về sưu tầm để coi chơi. 6 món 500, đồ kiểu lành tích luôn. Rồi tiếp theo là em có bốn cái tô này, là bốn cái tô lấy thiêu xưa, mẫu gì nè, vô mẫu hết trơn luôn. Và bốn cái tô này của em thì nó lành, bốn cái tô này em bán với giá là 200.000 cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Rồi tiếp theo là em có năm cái dĩa con cá gốm lấy thiêu xưa, đường kính là 19 cm nha. Đây là đồ xưa hết trơn luôn á, chứ không phải là đồ tầm bậy bạ bây giờ đâu. Đây là dẻ con cá ở phía trong, đường kính là 19, tình trạng là lành ha, lành khoảng 98%. Có cái này nó hơi bị lát chút xíu ngay trên cái miệng nè. Rồi năm cái dĩa này em bán với giá là 250. Rồi tiếp theo là em có 10 cái dĩa tứ quý, dĩa này dĩa gốm lấy thiêu xưa, và đường kính là 17 cm, tình trạng là làm khoảng 98%. Nó có một hai cái bị khờn khờn cái vành miệng á, đây khờn khờn cái vành miệng như thế này nè, do người dân người ta xài ngày xưa á, cho nên là nó hơi bị khờn tí. Đây vô mẫu hết trơn luôn nha, dĩa tứ quý đường kính là 17, em bán 10 cái dĩa này với giá là 400.000. Rồi tiếp theo là em có 5 cái tô gốm lá thiêu xưa, mình gọi là ở đây em gọi là cái tượng, tại vì đường kính nó lớn. Cái tô này là cái loại cái tô múc canh của người ta, đường kính là 20 cm nha. Có cái này nó hơi bị lát ở đây một chút, còn lại là mấy cái này thì lành đẹp. 5 cái tô này em bán với giá là 400.000 nha. Rồi em có hai con voi gốm Biên Hòa xưa. Voi này của em là loại voi gạt tàn, và cái men ở đây thì cô chú cho em mình thấy là cái men nó bị nổ do quả biến do thời gian á. Đây nó nổ như thế này nè, nó do thời gian nó quả biến lên á, tình trạng là lành nha. Cao là 16 cm, em bán cặp voi này với giá là 700.000 cho cặp voi này. Rồi tiếp theo là em có 6 cái dĩa gốm sông bé, đây là dĩa gốm sông bé xưa, đồ 40-50 năm chứ không phải là đồ bây giờ, đừng đồ tầm bậy bạ bây giờ, cho nên cô chú anh chị em cứ yên tâm nha. Đường kính là 27 cm, và ở phía ngoài này sẽ vẽ hoa như thế này, toàn bộ là người ta vẽ tay hết trơn luôn, phía trong là sẽ phủ một cái lớp men lam phía trong như thế này nè, tình trạng là lành hết trơn luôn. Và đồ này em bao đồ xưa, đồ 40-50 năm cho mình chơi á. Đây
6 cái này em bán với giá là 600 ngàn, nó vô mẫu hết trơn luôn nha. 6 cái 600. Rất là rẻ, rất là dễ sưu tầm luôn. Tình trạng là lành tích. Rồi. Tiếp theo là em có 10 cái dĩa con gà gốm lấy thiêu xưa. Đường kính là 20 cm, tình trạng của nó là lành. Và 10 con gà này nó sẽ có là 10 mẫu con gà khác nhau, gọi là đủ mẫu đó. Em bán với giá là 400 ngàn và em sẽ không có bao ship nha. 400 ngàn và em sẽ không có bao phí ship. 10 dĩa, tình trạng là lành. Đồ này em bao đồ xưa cho mình chơi hết nha. Rồi tiếp theo có một cái gói gốm Sài Gòn. Gốm Sài Gòn thì nó sẽ mang của nó sẽ mịn và trắng và đẹp ha. À, cái phía này cái loại này là cái loại chà màu vẽ mặt võng như thế này nè. Dài này là 14 nè. Em quên mất tiêu. Dài là 14 nè, ngang là 11, cao là 6 phân rưỡi. Đồ này của em thì bao chuẩn già nha, chuẩn đồ già 6-70 năm. À, cái mặt này là cái mặt kim tiền, mặt kim tiền nha. Đó, tình trạng của cái này thì nó lát ở đây, lát ngay cái góc này một chút nè, và nó lát đây một chút nữa. Cái gói này của em bán 1,2 triệu luôn cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha, 1,2 triệu thôi, đồ già lắm. Rồi tiếp theo là em có một cái bộ cờ bằng gốm sứ nha. Một cái bộ cờ bằng gốm sứ, cái loại này của em á, thì cô chú anh chị em mình cứ đánh vô tư, đánh thoải mái nha. Cái loại đặt ruột chứ không phải là cái loại bọng, mình cứ yên tâm chơi. Của em đây là sẽ đủ bộ 32 con cờ, 32 con cờ đủ bộ nha. Đó, tình trạng là lành đẹp. Và đồ này thì 40-50 năm rồi, cho nên mình cứ chơi thoải mái ha. Nè, hay lắm. Đó, cứ đánh thoải mái thôi. Đường kính là cái mặt này thì nó có đường kính là 4 cm, và cái độ dày của nó là 1 cm nha, 1 cm cho đến 1 phân rưỡi. Đó. Đây, ở đây em sẽ có 32 con cờ nha. Bộ này em bán với giá là 1,2 triệu, 1,2 triệu cho bộ cờ này bằng gốm nha. Rồi tiếp theo là em có 5 cái dĩa thủy tinh xưa loại màu trắng như thế này nè. Đường kính là 13 cm nha. Có một cái này nó hơi bị mẻ đây chút rồi. Rồi 5 cái này em bán với giá là 400 ngàn cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha, 400. Cái hoa văn của người ta làm rất là sắc sảo luôn đó. Ngày xưa người ta làm cái gì cũng là gọi là đẹp hết trơn. Rồi tiếp theo là em có 10 cái dĩa con cá này rồi. Dĩa con cá gốm lá thiêu này em bao đồ này 70-80 năm luôn á. Đường kính là 19 cm, và mấy cái dĩa này của em thì nó có tình trạng là lát vành. Em bán về cho cô chú anh chị em mình để coi chơi thôi nha, để coi quán rồi này nọ đó. Đây, 10 cái này em bán với giá là 400 ngàn thôi nha. 350 đi, 350 ngàn luôn đó. Và cái này mình dồn đơn hoặc là em mua không thì em sẽ không có bao ship nha. 350 cho 10 cái dĩa con cá hồi nãy á. 2, 4, 6 cái. Rồi đem có là 6 cái chén chữ phúc. 6 chén chữ phúc. Đây là hàng gốm China xưa. Loại này là chén kiểu. Vô một mẫu 16 cái. Đường kính của chén này là 11 cm. Đây, 6 cái này em bán với giá là 250 ngàn. 250 ngàn, nó vô mẫu và nó có mọc hết trơn luôn. Hàng gốm kiểu, hàng China xưa hả? Rồi tiếp theo là em có cái chén hoa như thế này nè. Chén hoa thế này. Chén này cũng là loại chén kiểu như là chén kiểu mà ngày xưa á. Cái chén này nó thấu quang đẹp quá nè, mà cái hoa màu tím có duyên quá. Đường kính là 11.5 cm nha. Mấy cái chén này của em nó lành. Không phải lành, có cái chén này nó bị hơi mẻ cái miệng chút ngay chỗ này rồi. Rồi còn lại là lành, còn lại là lành. Có một cái bị mẻ miệng à. Nè, có mọc vậy nè, hoa văn nè. Rồi 2, 4, 6, 8 cái chén này em bán với giá là 300. 2, 4, 6, 8 cái 300 ngàn. Cái loại này nó thấu quang đẹp quá nè. Rồi em có một cái bộ trà gốm lá thiêu xưa nha. Bộ trà này của em, cái ấm này của em thì loại 1 lít. Ở phía trên này có con gà nè, mặt bên đây thì chạm gồng, mặt bên đây thì chạm phụng.
Rồi mấy cái chung ở đây của em thì nó lành. Em sẽ có 6 cái chung nha. Chung này nó có đường kính miệng là 5, cao lên là 5. Em bán bộ này. Đây là cái dĩa gốm lấy thiêu nè. Đó, một dĩa 6 chung và một ấm với giá là 400 ngàn. Em sẽ không có bao phí ship nha. Rồi em có một cái bếp dầu này của Đức nha. Bếp dầu của Đức. Hàng này cầm lên tay rất là chặt, chắc chắn nha. Chắc tay luôn á. Hàng của Đức. Đây. Cái này thì nó có đóng hiệu ở trên này luôn nè. Cái này còn đẹp. Cái này em bán với giá là 1,7 triệu. Và em bao trái cho cô chú anh chị em mình chơi nha. Đó. Hàng còn đẹp lắm. Lên thấy không? Hủ không? Rồi em có một cái hũ gốm đồng tiền, hũ gốm lấy thiêu xưa. Tình trạng của cái hũ này thì ngay chỗ này nó có dập bụng, nó có dập bụng ngay chỗ này và nó có một cái hai ba cái đường găng găng gạn gạn chút đỉnh thôi. Em bao là không có chảy nước đâu, nó chỉ là hơi hơi bị gạn gạn cái men thôi. Đây là cốt nè. Cái này nó cao lên là 32 cm. Em bán cái này với giá là 350 và em sẽ không có bao phí ship nha.